Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận lô 14 xe bọc thép hạng nhẹ có tên gọi Platoon SN. Đây là phương tiện chiến đấu đã được ra mắt tại triển lãm Army 2023 diễn ra ở Moscow. Platoon SN là một biến thể quân sự của xe địa hình Platoon dân sự, mang ký hiệu là SN, có nghĩa là xe sử dụng cho mục đích đặc biệt. Biến thể đặc biệt này đã được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga. Theo đó, Platoon SN được thiết kế để thực hiện đa nhiệm vụ như cứu trợ y tế, sơ tán thương binh, trinh sát, cũng như có thể hỗ trợ lực lượng pháo binh với vai trò như một bệ cối tự hành. Xe bọc thép hạng nhẹ này có lớp giáp bảo vệ chống chịu được các loại đạn nhỏ từ 9x19mm đến 7,62x39mm. Tuy nhiên, thiết kế mở của phương tiện này khiến nó dễ bị đe dọa trước các mối nguy hiểm tiềm tàng từ trên cao như cuộc tấn công của máy bay không người lái hoặc các mảnh đạn từ hỏa lực mạnh của đối phương. Được trang bị động cơ xăng Laza 1,6 lít, công suất 106 mã lực và mô men xoắn 148 Nm, Platoon SN có thể di chuyển với vận tốc tối đa 50 km/h. Xe còn được trang bị hộp số sàn 5 cấp, dung tích nhiên liệu 135 lít. Do đó, tùy thuộc vào từng biến thể, nó có thể chở tối đa 8 binh lính trên địa hình bằng phẳng hoặc tối đa 6 binh lính trên địa hình hiểm trở. Là mẫu xe bánh xích có trọng lượng 3,8 tấn, Platoon SN có khả năng vượt hào rộng 1m, sườn dốc 30 độ, leo dốc 40 độ và có thể vượt qua các chướng ngại vật dưới nước. Tại diễn đàn Army 2023, hai biến thể xe bọc thép Platoon SN đã được giới thiệu, trong đó có một biến thể được trang bị cối 82mm, mẫu còn lại được trang bị các thiết bị quan sát cho phép xe đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát thực địa.